Chào mừng các bạn quay trở lại với Tech Room. Trên tay mình là Samsung Galaxy S20 Ultra. Điểm nổi bật, hấp dẫn, thú vị nhất của chiếc máy này khi so với hai người anh em của mình nằm ở cụm camera Zoom Space 100X. Nhưng các bạn chỉ nghe nó biết nó 100X thôi, không biết nó hoạt động ra sao, khả năng như thế nào. Và đó là quảng cáo, còn thực tế nó sẽ ra sao, hôm nay mình sẽ chia sẻ trong video lần này. Đầu tiên là camera tele của sản phẩm này thật sự là zoom quang được bao nhiêu x. Đó là con số mà nhiều người đang rất quan tâm để biết được khả năng zoom của sản phẩm này cụ thể tới đâu. Ngoài 100x hay 10x hybrid zoom các bạn có thể nghe qua quảng cáo thì khả năng zoom quang chính thức mới là con số đang rất được quan tâm. Cụ thể Samsung quảng cáo sản phẩm này zoom được là 10x optic hybrid zoom, nhưng mà có chữ hybrid nó có nghĩa là zoom light rồi, có sự can thiệp của phần mềm của điện tử. Vậy thì zoom quang được bao nhiêu x, mình đã cố gắng tìm hiểu và chia sẻ trong video lần này. Chúng ta sẽ bắt đầu. Ở giao diện chính khi chụp ảnh của sản phẩm này thì chúng ta sẽ có 3 cái coi để tượng trưng cho 3 ống kính, 3 góc của sản phẩm này. Mặc định là 1x, ống kính góc siêu rộng là 0.5x và ống kính tele các bạn bấm vào đang là 5x, sự chuyển đổi nhìn rất rõ ràng. Tuy nhiên, đáng tiếc 5x cũng không phải là con số chính xác của khả năng zoom quang trên sản phẩm này, bởi vì mình sẽ làm lại một lần nữa. Mình sẽ chuyển qua ống kính 5x, chúng ta sẽ thấy nguyên một hàng số ở đây tượng trưng cho các mức zoom của sản phẩm. Thì chúng ta sẽ có thêm một mức nữa là 2x và 4x. Khi mình chuyển ở mức độ 2x thì vẫn sử dụng ống kính chính 108MP. Khi chuyển sang ống kính thứ hai là ống kính 4x. Ở mức 4x mình sẽ tiến hành che camera lại. Đây, hiện tại là 4x, mình che camera lại thì hoàn toàn không thấy gì. Nên chính xác, theo mình trải nghiệm thì camera zoom quang của sản phẩm S20 Ultra có tiêu cự là khoảng 4x so với tiêu cự chính xác 26mm của máy. Và theo một số thông tin mình tìm được khá là khó khăn thì sản phẩm này sẽ có tiêu cự của camera tele là 103mm, 103x26 thì mức zoom chính xác là 3.99 gì đó, gần 4. Nên chính xác là sản phẩm này có cái camera tele là zoom 4x so với camera chính. Như các bạn thấy trên màn hình thì mình đang ở một nơi khá là cao, tiện bề cho việc test camera zoom của máy. Thì cái góc nhìn chúng ta hiện tại là góc nhìn 1x, tiếp theo là mức 2x này. Và như mình đã chia sẻ thì mức 2x này vẫn là một mức zoom số, nó zoom dựa trên cái camera 108 chấm nó crop lại. Nên chất lượng hình ảnh các bạn sẽ thấy là sẽ giảm đi tương đối so với cái mức góc nhìn lúc nãy. Tiếp theo mình sẽ tới với mức 4x. Đó chính là mức đầu tiên của sử dụng camera 48 chấm, camera tele tiềm vọng của sản phẩm này. Và chất lượng hình ảnh lại tốt hơn so với mức 2x lúc nãy. Các bạn có thể so sánh ảnh mình để trên màn hình. Ok, sau mức 4x thì mình sẽ zoom từ từ lên các mức cao hơn để chúng ta dễ bề theo dõi. Rồi, các bạn thấy rõ mức chuyển này từ 3x đang mờ chuyển qua 4x, nó rõ là bởi vì chúng ta đã chuyển sang một camera mới. Đây, 10x. Hiện tại là mức 10x, sau đó mình sẽ nâng lên mức 20x. Rồi, bắt đầu từ mức 20x trở đi thì nó sẽ xuất hiện một cái màn hình nhỏ nhỏ bên góc phải của màn hình, chúng ta tiện bề theo dõi là khung cảnh chúng ta đang crop nằm ở mức nào. Đây là 20x. Tiếp theo. Đây là 30x. Và theo trải nghiệm của mình thì 30x là cái mức độ các bạn nên dừng lại chứ không nên zoom thêm. Đương nhiên chúng ta đều biết là sản phẩm này có thể zoom tới 100x, nhưng mà như các bạn thấy ấy, 30x là cái mức đủ để đảm bảo chúng ta giữ được bằng tay không. Còn nếu các bạn muốn zoom thêm nữa thì máy rất là rung, mà tay không thì không thể nào đảm bảo được mức độ ổn định cho chúng ta chụp hình được, bắt buộc phải sử dụng thêm những công cụ hỗ trợ, ví dụ đó là tripod. Và đặc điểm thứ hai là khi các bạn zoom quá 30x á, thì chất lượng hình ảnh nó sẽ giảm đi đáng kể, noi, nhiễu hạt và hình ảnh bị bệt đi rất nhiều. Nếu các bạn có nhu cầu zoom thêm thì các bạn cứ chụp một tấm 30x, một khung hình rộng hơn, sau đó về nhà crop lại những cái khung cảnh mình cần. Mình nghĩ cái việc này nó sẽ hiệu quả hơn là chúng ta cứ cố mà zoom thật là xa, không có tác dụng gì cả mà chất lượng hình ảnh thì cũng không đảm bảo. Đó là cái mẹo của mình trong quá trình sử dụng. Sau quá trình trải nghiệm sản phẩm này thì mình cũng thấy có vài điểm rất là đáng khen trên chiếc Galaxy S20 Ultra này về cả ba camera và đặc biệt là camera zoom. Một trong số đó chính là việc sản phẩm này nó chuyển đổi rất là mượt mà giữa ba camera, không có hiện tượng giật cục giống như là những sản phẩm đời trước. Thứ hai là Samsung đã làm rất tốt trong việc căn chỉnh ba cái camera của sản phẩm này là camera góc rộng, camera chính và camera tele, để chất lượng hình ảnh và màu sắc cân bằng trắng trên ba cái camera này là luôn luôn giống nhau. Khi mình chuyển góc nhìn giữa các camera thì hoàn toàn không có xảy ra hiện tượng biến đổi màu sắc rồi khó chịu giống như hồi xưa. Và một cái điểm mạnh nữa mình muốn chia sẻ là khá giống chiếc iPhone 11 Pro Max đó. Thì lần này Samsung bố trí ba camera này dù nằm trong một đường thẳng nhưng mà vẫn đảm bảo được là cái góc nhìn của ba ống kính này khá là tốt. Tức là khi mình chuyển đổi từ ống kính góc siêu rộng sang ống kính thường rồi ống kính tele thì góc nhìn của ba ống kính này gần như là tương đương, nó vẫn lên một chút nhưng mà không hề nhiều. Tuy nhiên thì cái camera tele trên sản phẩm này cũng có một
vài điểm yếu nhỏ nhỏ trong quá trình sử dụng mình tìm được. Thứ nhất là khả năng lấy nét của sản phẩm này không quá nhanh, mình phải bấm và giữ khá là nhiều để sản phẩm này lấy nét chính xác. Cái điểm đáng tiếc thứ hai là cái camera tele của sản phẩm này có độ phân giải lên tới 48 chấm. Đáng ra là quay được 8K rồi, độ phân giải là đủ, nhưng mà Samsung lại không mở tính năng này cho camera tele, mà chúng ta bắt buộc phải quay video 8K chỉ bằng một camera chính duy nhất, là cái điểm trừ thứ hai mình tìm được trong quá trình trải nghiệm với sản phẩm này. Hơi đáng tiếc một chút thôi, cũng không hẳn là điểm trừ, bởi vì đây là một chiếc flagship gần như là hoàn hảo nhất trên thị trường rồi. Các bạn cảm thấy như thế nào về cái camera tele của sản phẩm S20 Ultra? Và có cái gì thắc mắc trong cái bài test hôm nay của mình, những cái điều mình chia sẻ thì comment phía bên dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.